Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cách nấu canh khoai mỡ thịt bằm. Đây là một cái món canh rất là quen thuộc với gia đình của mỗi người Việt của mình. Và với nguyên liệu ngày hôm nay thì mình sẽ cần là 300g khoai mỡ. Mình mua về và mình đã nạo nó ra cho nó nhuyễn như thế này nha các bạn. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần 100g thịt bằm. Mình mua sẵn ngoài chợ, họ bằm sẵn cho mình như thế này, họ xay sẵn các bạn. Rồi mình cũng sẽ cần một cái củ khoai lang. Nhỏ nhỏ như thế này là được đó các bạn. Nếu các bạn nào mà thích ăn khoai mỡ không thì mình sẽ không cho vào. Còn các bạn nào mà muốn nấu có khoai lang như thế này vào cho nó ngon hơn nữa thì các bạn cho vào nhé. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cần 1 lít nước lạnh để mình nấu canh của mình. Mình sẽ có hành ngò, mình cho vào cho nó thơm nha. Rồi đây là những cái gia vị thì hôm nay mình sẽ cần là 1 muỗng canh, bột nêm nhé, 1/2 muỗng cà phê tiêu, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh đường cát trắng đó các bạn. Rồi mình cũng sẽ cần 1 muỗng canh dầu ăn để mình xào cái thịt của mình lên cho nó thơm, nó dậy mùi lên cho cái nồi canh của mình nó thơm, nó ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình làm cái món mà canh khoai mỡ thịt bằm ngày hôm nay. Rồi bây giờ cái củ khoai lang này các bạn, mình sẽ cắt nó ra nhé. Ở miền Tây của mình, ngày xưa gia đình của mình ăn mỗi lần mà nấu canh khoai mỡ các bạn là thường kèm vào đây là một cái củ khoai lang để cho nó ngon hơn. Mình nấu theo cái cách của gia đình của mình nhé. Mình chia sẻ cho các bạn. Mình cắt nó ra những cái miếng khoai vừa ăn như thế này. Khi mình nấu xong cái tô khoai của mình á, khoai mỡ của mình á, nó có xen kẽ cái màu của khoai lang này vào, nhìn nó cũng đẹp mắt nữa các bạn. Đó, mình cắt nó ra nha, những cái miếng vừa ăn như thế này. Rồi bây giờ mình để nó qua một bên. Rồi hành ngò này các bạn, cọng hành này thì mình sẽ cắt cái gốc hành trắng ha. Còn cái phía xanh ở dưới ngò nè, mình sẽ cắt cho nó nhỏ ra. Để chút xíu mình nấu xong cái tô canh của mình đó, mình cho nó lên trên mặt á, cho nó thơm, nó ngon hơn. Đó, mình cắt nó nhỏ ra. Rồi cái này mình cho nó qua một bên. Còn cái gốc hành trắng này là mình sẽ đập nó dập và mình sẽ băm cho nó nhuyễn ra nha. Để mình ướp chung với thịt đó các bạn. Mình ướp như vậy thì thịt của mình nó sẽ thơm hơn. Đó, mình băm cho nó nhuyễn ra. Rồi bây giờ mình cho cái phần gốc hành trắng vào trong cái 100g thịt heo băm như thế này. Rồi tiếp theo nữa là mình sẽ cho 1/2 muỗng cà phê muối nè các bạn, 1 muỗng canh đường vào đây, 1/2 muỗng cà phê tiêu và 1 muỗng canh bột nêm ha. Mình trộn nó đều lên các bạn, mình ướp cái thịt này nè cho nó thấm gia vị, nó đậm đà. Các bạn có thể mà nấu cái canh khoai mỡ này nè với thịt bằm, hoặc là các bạn có thể nấu chung với tôm, hoặc các bạn có thể nấu chung với cá lóc cũng ngon nữa, hoặc là với tép á các bạn. Ở quê á thì có cái gì mình nấu cái đó ha. Mình trộn nó lên như thế này là được nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp cái này khoảng 15 phút để cho nó thấm gia vị, sau đó mình sẽ bắt cái nồi nước lên và mình nấu canh của mình. Rồi sau thời gian mình ướp thịt của mình 15 phút thì bây giờ mình sẽ bắt một cái nồi lên trên bếp để mình nấu canh của mình. Mình cho vào đây làm 1 muỗng canh dầu ăn nhé. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái thịt mình ướp sẵn là mình vào đây. Mình xào cho nó thơm lên các bạn. Mình xào một hồi á, cho cái thịt của mình á nó chín
săn lại như thế này. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó vào đây là 1 lít nước lạnh nhé. Mình sẽ nấu cho cái nước này nè, nó sôi lên. Mình nấu một hồi thì cái nước của mình đó, nó bắt đầu sôi lên và mình hớt bỏ cái bọt đi nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai cái loại khoai vào đây mình nấu luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đậy nắp cái nồi canh của mình lên để mình nấu cho nó sôi bùng lên nhé. Các bạn nhớ khi mà mình nấu canh khoai này, các bạn nhớ là thỉnh thoảng mình sẽ đảo đều. Mình cạo đấy, cái vá này là mình cạo dưới cái đáy nồi á, để cho nó không có bị khét á các bạn. Chứ mình nấu khoai là nó dễ bị khét cái đáy lắm nha, các bạn nhớ nha. Mình đảo đều một lượt như thế này nha. Rồi nếu có bọt á thì mình sẽ hớt bỏ bọt đi. Và mình nấu với cái lửa vừa thôi. Từ từ để cho khoai nó chín á. Mình nấu nãy giờ các bạn khoảng 10 phút đó các bạn, thì khoai của mình đó, nó đã chín rồi. Và khoai lang của mình nó cũng đã mềm. Và các bạn bây giờ mình sẽ nêm lại coi nó đã vừa khẩu vị gia đình của mình chưa. Nếu vừa thì bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ múc cái này ra tô. Và mình sẽ rắc thêm hành ngò lên trên mặt cho nó thơm, nó ngon hơn ha. Và đây là cái tô canh khoai mỡ thịt bằm của mình đã xong rồi các bạn. Sau khi mình nấu xong á, mình múc ra tô rồi mình cho thêm hành lá ngò rí lên như thế này. Mình cho một tí tiêu lên, rồi thêm một tí hành tím phi lên như thế này nữa thì rất là ngon luôn. Cái món này mình ăn nó khi còn nóng các bạn, mình ăn chung với cơm nè, thêm một chảo thịt kho tiêu kế bên nữa thì còn gì bằng nữa. Cái món ăn này á, nó thích hợp với bữa cơm gia đình của mỗi người á các bạn. Nó dễ ăn lắm. Nếu các bạn nào mà thích cái món canh ngày hôm nay của mình á, thì các bạn có thể vào bếp và làm theo cách chia sẻ của mình, để các bạn có một tô canh thiệt là ngon nha. Mình chúc các bạn làm thành công.